Đinh, đinh, anh Đinh à? Ở ở đây là cái gì của Phước An? Phước Tinh Hoa tỉnh là thành phố Buôn Ma Thuột. Cái cây này á, anh thu trái xong là nó vàng như vậy đó hả? Đúng rồi. Trời ơi, anh trồng cây sầu riêng mà ra cây vàng là anh ngon rồi, anh còn chê cái gì nữa. Yeah. Rồi cái gốc nó như vậy. Rồi lâu nay là sử dụng nhiều thứ chưa anh? Đúng rồi, nhiều ai ba kiểu gì là cái gì là kiểu đó. Sử dụng yeah. kiểu đó mà không ăn thua. Dạ. Yeah. Bây giờ vậy ha. À, như mấy anh ở đây anh sử dụng qua rồi anh quyến anh đó là ok nha chú anh Phúc, nhưng mà bây giờ mình phải theo nguyên tắc thế này nha anh. Chúng người nông dân người ta nói là chắc chắn được, người ta xài xi của em rồi, nhưng mà em thì nói với người nông dân thế này: những cây mà lớn như thế này thì chúng ta đổ xi 3 lần, lần đầu cách lần 2 là 15 ngày và lần 2 cách lần 3 là 30 ngày. Như cái cây này anh đổ bây giờ chuẩn bị sắp tới chúng ta phải làm trái cho nó luôn, thì chúng ta đổ là 20 lít, lần 2 là khoảng 15 lít, lần 3 là khoảng 10 lít để cho nó nhanh. Chứ thật sự nếu mà không ấy thì em làm liền, nó thấp hơn nó vẫn hết. Sau lần 3 một tháng mà cây không diễn, không phát triển là bỏ nha, tất cả mọi cây trồng. Còn cây con đó, cây con mà nhỏ nhỏ đó, sau lần 2, như cây con nhỏ nhỏ vậy này, sau lần 2 20 ngày mà không phát triển thì nông dân nên bỏ thay. Tại vì cố cũng không được gì đâu, vì năng suất sau này nó cũng không cao và cũng không giải quyết được nha. Chứ Tuấn thì không dám năm nói, nhưng mà khả năng cứu cây này là cực kỳ cao. À. Không thiếu cái gì ha, Phung không thiếu cái gì. Không, đúng rồi anh. Chúng có một số người đó nghĩ là do cái cành á nó ngã ngang, là cành cái là nó ra trái, nên nó ra cành đực lại kéo nó ngã ngang để thành cành cái. Xin thưa, không phải à. Cái cành đực là cành rất là hay. Cái cành đó là cành để cân đối cho cây trồng, và cái rễ vắt cực kỳ khỏe mới ra cái cành đực anh. Và cái cành đực này, từ cái cành đực này, mặc dù nó ra sâu người ta vài tháng, nhưng mà nó sẽ to hơn người ta, vì chứng tỏ là cái nó có cái rễ phải rất khỏe mới ra được cái cành đực đó. Và cái cành đực đó nó sẽ từ cành đực ra cành trái và trái, kinh thưa anh. Hôm qua em có làm một cái video, người ta hỏi là một cây nên để bao nhiêu cành đực. Không phải để mà để tự động, trong rừng ai để đâu nha. Đây là cành đực. À, đây này, cái cành à, 45 độ đấy. Đúng là 45 độ nha, là cành đực. Chỉ giống rồi, rất là nhiều trái mà. Từng chùm từng chùm. Dạ. Nhưng mà đây không có, đây là không có. Không, cái chỗ dốc này ta để làm gì? À. Để nó cũng phải tét mà ta không để. Đúng rồi. Trong tự nhiên đấy, đúng rồi anh Tiến. Đúng rồi anh. Đúng rồi. Nha, chỉ có là khi nó quá nhiều cành rồi, nó đủ độ cao rồi, chúng ta xiên thì lên bấm sơ cái ngọn thôi. Để nó dồn dinh dưỡng cho những cái cành cành to này. Đấy đó, phải bấm đấy. À, là vậy thôi. À, chứ không phải là bỏ cành đực đi, và cũng không phải là đi uống như vậy, không phải như vậy. Người dân lấy dây cắn người hết trơn rồi. Nghi công quá. Nhưng mà nói thật nha, bây giờ Tuấn này Tuấn nói thật nè. À, anh đó tên anh gì, anh Đình ơi, anh Đình nói về cơ học nha. Cái cành nó hơi nghiêng một xíu đấy thì nó sẽ chịu lực tốt hơn là cái cành mà nó, cái gốc cành mà nó ngã như thế này. Anh à, phải không anh? Bây giờ nó dọc lên thế này này, dầm lên cài là nứt ngang đây. Nhưng mà tình trạng nó nằm ngang thế này, dầm lên không bao giờ bị. À đâu, nó nứt ngang thì nó nứt ra cái là nó nhiễm trùng vào trong đó, là nó bị nấm ăn vào trong cái vết nứt luôn. Tức là anh giò nó lay thế này. Mà lên nó làm gì anh? Hả? Lên làm gì? Thờ nó lên nó thu hoạch. Ừ. Nó phải leo lên nó sống mà cái gì đây đi sống. Sao lại sao lại có chuyện này? Tại vì đứng thì phải đứng vào trong gốc thôi, vì nguyên tắc. Mà tại sao là cây ngã ra thì lại
nó đứng mãi tận ngoài này nó cắt trái đấy. Yeah. Chứ không phải nó đứng ở trong đâu. Yeah. Nó đứng mãi nó xa ngoài này để nó vội nó cắt trái ngoài này. Có phải vậy không? Để em coi lại thôi chứ. Sao lại như vậy, nó lại đỡ tét hơn hả? À, đúng rồi. Ồ. Nó đỡ tét hơn. À, cái cây mà nó cùng lên nó đỡ tét. Cái này giáo sư Quyến phải nghiên cứu. Em. Nghiên cứu rồi. À, cho câu trả lời giúp em. Em ghi nhận thôi. Bị tình trạng như này. Đó, cho nên là giờ đi học này những cái trường hợp giống như thế này. Dạ. Dạ không. Nó đứng lên trên này, nó bị. Dạ không phải. Nhưng mà cái trường hợp này là không bị. Thì nằm ngang này là không bị. Nhưng mà nằm không. Cái này là do tự nhiên thế anh. Chứ không phải là do tét là mà nó là như thế này. Nó hài trải xong là nó nứt. Rồi anh nói thì em ghi nhận. Anh nằm cái dây mà có. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Dây néo. Néo vào sống thân. Vậy thôi. Vườn ha, rất là đẹp ha. Thiết kế vườn rất là đẹp. Nhưng mà cây cây bệnh hết. Anh Quyến à, em thì em không ủng hộ cái, tại vì chúng ta thu sầu riêng ở đây là trong mùa mưa dầm, mà chúng ta làm như thế này thì chúng ta tập trung nước vào đầu rễ. Chúng ta nên lấy làm mu rùa, nó cũng có cái khuyết để tưới anh, lấy đất ở ngoài đưa vào bên trong, nó vẫn có cái khuyết này anh, để cho mình bón phân, mình tưới nước. Dạ, chứ như thế này thì các cái đầu rễ nó hút nước, nên khi là nó sẵn đến là nó, thứ nhất là trái sầu riêng trong lúc thu hoạch nó dở, cái thứ hai là cái khả năng nấm bệnh nó tấn công và sủng nước thì không lấy được dinh dưỡng á, dứt mưa sẽ sủng nước vào đây à, thì không lấy được dinh dưỡng. Vườn thì thiết kế rất là đẹp, chỉ có cây là chưa đẹp thôi. Bây giờ phải nhờ anh Bùi Tin nha, anh Bùi Tin làm sao cho cái vườn này nó đẹp lên hả? Dạ, cái vườn này làm là đẹp liền thôi anh. Đấy, cái này, dạ. Cái này là bị suy rồi. Trong cái lúc mưa dầm này thì cái tốt nhất trước khi ứng dụng si là thôi chúng ta vải hữu cơ đi cho nó bung ra, đỡ phải tưới nhá, rồi sau đó nó ráo lên đổ si, vội vàng gì, đất nó khô. Dạ đúng, vải hữu cơ nở dạ, là tốt nhất rồi. Này bỏ hữu cơ, mưa rươi rươi dạ, không được bỏ DAP nha, sao từ bỏ si là đất nó khỏe rồi mà bỏ DAP. Ờ sao lại có người mẫu đi đâu trong trong. Ừ. Đồ khoét hết ha. Cái da này nó rong rêu thế này nè mà làm một thời gian là nó hết thôi. Hết rồi. Cái đó là của mà tiêu chuẩn châu. Rồi. Nó ép như vừa viên cám của heo ăn. Khi bỏ xuống đất nó lở tung. Hữu cơ nở nhập khẩu lâu rồi, cái đây 4 năm rồi đã có loại này rồi anh nha, nó khỏe lắm ha. Một ký hữu cơ nở nó bằng khoảng 6 cho tới 8 ký phân bò ủ rồi của nước tiểu và dạ, nó nhẹ nhàng mà nó coi chừng nó còn nấm ủ không đúng, nó coi nấm nữa, và nó còn bằng mấy ký 3 ký phân gà ủ rồi dạ.